Trần Bắc Hà trong số phận với Phạm Quý Ngọ, liệu kế tiếp có phải là Đinh La Thăng hay không? Có thể nói, nếu nghe tin Trần Bắc Hà bị sát hại, thì Đinh La Thăng trong tù không khỏi sườn gai ốc vì trò chơi chính trị quá khốc liệt. Vụ đầu độc của Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang và cú thoát chết ngoạn mục của Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy bàn tay của Nguyễn Tấn Dũng ghê gớm đến mức nào. Có thể nói, sau Phạm Quý Ngọ và Trần Bắc Hà thì nạn nhân kế tiếp có thể là Đinh La Thăng đang dính đến khoản tiền 580 triệu đô la đầu tư thất thoát ở Venezuela. Hiện ông Trọng đang cho Tô Lâm khai thác đầu mối này và khi thấy nguy cơ bị khai thác, rất có thể Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra tay với Đinh La Thăng để bịt đầu mối này. Xem ra Đinh La Thăng lành ít giữ nhiều. Còn nhớ năm 2014, vụ án Sương Trí Dũng đưa 1,5 triệu đô la, người nhận là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, Tất nhiên Ngọ không ăn một mình mà chắc chắn phải chia chác. Khi đó cấp trên của Phạm Quý Ngọ chỉ có hai người, đó là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong lúc vụ án này đến cao trào thời điểm gay cấn, Nguyễn Phú Trọng đang đợi bắt Phạm Quý Ngọ để moi ra Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng thật là trùng hợp, báo chí thông báo Phạm Quý Ngọ bị phát hiện bệnh ung thư rồi chết sau đó 3 tuần. Điều đặc biệt gây sự chú ý với nhân dân là bệnh ung thư không phải là căn bệnh cấp tính nó phải hành hạ nạn nhân một thời gian khá dài mới gây tử vong. Thế nhưng bệnh ung thư của Phạm Quý Ngọ xuất hiện và gây tử vong chỉ trong vòng có 3 tuần. Nhân tố chính để khai báo ra Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng đã bị chết nên vụ án bị đình chỉ điều tra và như thế Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng thoát nạn. Sau vụ này, Nguyễn Phú Trọng đã thua Nguyễn Tấn Dũng keo thứ hai. Lần đầu là vào năm 2012, trong hội nghị Trung ương 6 khóa 11, Nguyễn Phú Trọng muốn kỷ luật một đồng chí nhưng kỷ luật không được nên phải tức đến phát khóc khi đọc diễn văn bế mạc. Lần này tưởng như hạ được dũng tới nơi nhưng cuối cùng là bị cái chết của Phạm Quý Ngọ làm cho tan tành mây khói công lao gây dựng trong nhiều năm. Nhìn là biết ai đã ra tay sát hại Phạm Quý Ngọ, không ai khác đó chính là Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Cũng như vụ Nguyễn Bá Thanh cho phóng xạ polonium-210 vào thức ăn hoặc là thức uống thì xem như nạn nhân đã ngã bệnh triệu chứng y hệt như ung thư nhưng không thể nào chữa trị nổi. Và cái chết đến với những con người này rất nhanh tùy thân liều lượng. Hôm nay, vụ PVN được khởi tố và đồ mối khai thác sự chia chác món tiền lại quả 580 triệu đô kia như thế nào. Chỉ còn cậy vào lời khai của Đinh La Thăng. Thời gian cũng đã hết. Chỉ còn hơn một năm nữa. Chỉ còn hơn một năm nữa mà không làm cho Đinh La Thăng mở miệng thì xem như Nguyễn Phú Trọng thất bại để cho an toàn thì không còn cách nào khác. Nguyễn Tấn Dũng phải buộc Đinh La Thăng không thể mở miệng như Phạm Quý Ngọ thì Dũng mới an toàn. Nhưng liệu Nguyễn Tấn Dũng có làm được cái điều mà cách đây 5 năm Dũng đã làm với Phạm Quý Ngọ và cách đây 4 năm đã làm với Nguyễn Bá Thanh hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì trước tiên phải xét về thế lực của Nguyễn Tấn Dũng. Phải xét về thế và lực của Nguyễn Tấn Dũng lúc này so với 5 năm trước đây. Lúc trước, Nguyễn Tấn Dũng là thế lực mạnh nhất trong bộ chính trị dũng tấn công trọng phòng thủ vì thế dũng muốn diệt ai thì người đó không thể nào thoát nhưng hôm nay thế và lực của nguyễn tấn dũng đã khác hoàn toàn dũng phòng thủ trọng tấn công Phả lại đinh la thăng đang ở trong tù được Phê trọng bảo vệ nghiêm ngặt nên dũng khó mà ra tay thuốc thăng để bịt đầu mối mọi chuyện bây giờ là ngoài tầm kiểm soát của nguyễn tấn dũng chỉ cầu mong cho đinh la thăng đừng khai ra nguyễn tấn dũng thì đó cũng là may mắn đối với nguyễn tấn dũng lắm rồi Thực chất, Nguyễn Tấn Dũng cũng muốn diệt Đinh La Thăng để bịt đầu mối, nhưng không thể mà thôi. Nói thế cũng không có nghĩa là tuyệt đối, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Biết đâu một ngày đẹp trời, báo chí thông báo Đinh La Thăng bị bệnh ung thư và chết, thì lúc đó cha con Nguyễn Tấn Dũng mới thở phào nhẹ nhõm và khui xâm panh ăn mừng vì thoát nạn. Ai ra tay sát hại ông Trần Bắc Hà? Tương tự như vụ phạm Quý Ngọ, đầu mối để khai thác ra tội nhận hối lộ của Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ tử vong. Chuyện bí ẩn cung đình này không có cơ quan nào khẳng định chính xác nguyên nhân cái chết của Phạm Quý Ngọ, nhưng ai cũng đoán đúng người đã làm chuyện này đó là Nguyễn Tấn Dũng. Như vậy một lần nữa Nguyễn Tấn Dũng lại ra tay chặn ngay miệng kẻ có thể khai thác về sự tham nhũng của mình. Chính trị là con dao hai lưỡi, có thể hôm nay là thuộc hạ trung thành, nhưng ngày mai xếp đã ra tay triệt hạ mình để bị đầu mối. Đó là sự nguy hiểm của trò chơi chính trị, nó luôn có hai mặt. Bắt Trần Bắc Hà là để khai thác thông tin về Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cũng đã hơn nửa năm, Nguyễn Tấn Dũng vẫn cứ nhởn nhơ. Bắt Trương Minh Tuấn và hy sinh thằng đệ trung thành là Nguyễn Bắc Son để tóm Nguyễn Thanh Phượng cũng không được. Rồi Nguyễn Tấn Dũng cũng vẫn nhởn nhơ. Tức điên, tổng trọng cho khởi tố PVN bắt Đinh La Thăng để cậy miệng ông Đinh, nhưng vụ này đang vướng nhiều cựu ủy viên bộ chính trị cỡ bự như ông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Chiết cuối cùng thì cũng đi vào bế tắc và Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nhận nhơ. Ba hướng tấn công trên đều bế tắc. Ông Tổng tức lòng tức lộn vì làm gì cũng không chạm được ba Dũng. Và ba Dũng cũng đang căm tức ông Tổng là vì sao mới cứ tấn công ta hoài. Cả hai thể hiện sự căm ghét nhau ra mặt. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm chủ tịch nước cùng với Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu qua các thời kỳ. Những hình ảnh được các báo mạng nhà nước như Thông tấn xã Việt Nam, Việt Nam Net, Đảng Cộng sản đưa lên cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay nhiều cựu cán bộ, trong đó có ông Trương Tấn Sang, Phú Ngọc Hoàng. Thậm chí có một hình ảnh ông chen vào giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để bắt tay ông Mạnh nhưng không hề thấy bắt tay ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hồi tháng 10 năm 2012, trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghẹn ngào cho biết không thi hành kỷ luật đối với tập thể bộ chính trị và một đồng chí trong bộ chính trị chủ tịch nước trương tấn sang trong cuộc tiếp xúc cử tri sau đó gọi đồng chí trong bộ chính trị này là đồng chí x không tóm được dũng ông trọng quyết chưa chịu buông và ông dũng cũng thế quyết không để cho ông trọng tấn công được mình khui không được mối này thì khui mối khác nguyễn phú trọng không khui được pvn thì bắt trần bắc hà phải mở miệng khai ra cho nên hôm nay nguyễn phú trọng cho tiến tới bước thứ hai là cho bắt con trai Trần Bắc Hà để buộc Trần Bắc Hà phải khai ra. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho biết chiều ngày 28 tháng 3 tại địa chỉ số 01 Hàn Mặc Tử thành phố Quy Nhơn Bình Định, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can đồng thời khám xét nơi ở đối với Trần Duy Tùng sinh năm 1985, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn An Phú trụ sở thành phố Quy Nhơn để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Tùng là con trai Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, trụ sở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Trước đó vài ngày, tại thành phố Quy Nhơn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở một số đối tượng liên quan là thành viên công ty cổ phần đầu tư chăn nuôi Bình Hà, trụ sở thành phố Quy Nhơn. Theo tìm hiểu, năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của công ty Bình Hà với tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng trên diện tích hơn 2.163 ha thuộc hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Dự án này được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Đến đầu năm 2016 đã giải ngân trên 800 tỷ đồng. Số phận Trần Bắc Hà và gia đình, bài viết được đăng trên trang Infonet cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà, được xác định là đã tử vong trong trại tạm giam sau hơn 7 tháng bị khởi tố bắt tạm giam. Ông này bị bắt về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Chết trong trại tạm giam Theo nguồn tin của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Trần Bắc Hà chết trong thời gian bị tạm giam do lên cơn cao huyết áp. Sau đó Trần Bắc Hà được đưa vào viện 105 vào sáng ngày 18 tháng 7, nhưng đã chết trước khi vào viện. Cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà nhiều năm nay bị ung thư gan và từng chữa trị ở nước ngoài. Vướng vòng lao lý bị bắt. Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Bình Định, vào BIDV từ năm 1981, sau đó làm giám đốc chi nhánh BIDV tỉnh Bình Định, rồi phó tổng giám đốc BIDV. Tháng 5 năm 2003 là thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc BIDV. Tháng 1 năm 2008 được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị BIDV. Ngày 1 tháng 9 năm 2016, BIDV có thông báo chính thức về việc ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu thôi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của BIDV. Trong thời gian giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV từ năm 2008 đến 2016, ông Trần Bắc Hà dù có những đóng góp nhất định cho ngân hàng này, trong đó có việc cổ phần hóa BIDV và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên cũng có không ít tai tiếng liên quan đến Trần Bắc Hà, đặc biệt là những rắc rối liên quan đến đại án phạm công xanh trong 8 năm, ông Trần Bắc Hà làm chủ tịch hội đồng quản trị BIDV. Ba doanh nghiệp vay ngân hàng nhiều nhất là Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 10.700 tỷ đồng, Công ty cổ phần thủy sản Hồng Vương 4.300 tỷ đồng và tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh 4.700 tỷ đồng đối với khoản vay của Phạm Công Danh, cơ quan điều tra xác định ông Trần Bắc Hà đã ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên phân ban rủi ro. Trên cơ sở các thành viên phân ban rủi ro, tín dụng đầu tư đánh dấu đồng ý vào phiếu lấy ý kiến về chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà. Ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty vay mua vật liệu xây dựng với số tiền 4.700 tỷ đồng giao thẩm quyền cho 4 chi nhánh, gia định, bến thành, sở giao dịch 2 và Nam Sài Gòn thực hiện cho vay và thu nợ theo quy trình của BIDV. Trong số những vi phạm của Trần Bắc Hà, nổi lên là việc ông phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng VNCB. Những vi phạm của Trần Bắc Hà, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ngày 29 tháng 11 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét với ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị BIDV về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015. Tiếp đó, Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 8 tháng 1 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 trên C03 P13 về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Thành, công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng. Con trai Trần Duy Tùng cũng bị khởi tố bắt giam. Cuối tháng 3 năm 2019, con trai Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, sinh năm 1985, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần An Phú, trụ sở tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Tùng là con trai của Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Ông Tùng bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, trụ sở tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Resort 4 sao Hoàng Sa Quy Nhơn do công ty cổ phần du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn sở hữu. Đây là dự án có vị trí đắc địa nằm cạnh bãi tắm Hoàng Hậu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do vợ Trần Bắc Hà là bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu với giá 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại công ty cổ phần Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột là bà Ngô Kim Oanh, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Không thua kém gì mẹ và em trai, năm 2014, con gái Trần Bắc Hà là Trần Lan Phương cũng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Hưng, trụ sở cũng tại địa chỉ số 1 Hàn Bạc Tử, thành phố Quy Nhơn, với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Hưng và công ty cổ phần tập đoàn An Phú của hai con ông Hà cùng một doanh nghiệp khác được Ủy ban nhân dân Bình Định chấp nhận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng.